everybody. I hope you are having a good day. Today we're going to Phuc Duc Temple in celebration of Buddha's birthday. Please join us for this grand occasion. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Hôm nay chúng ta có cơ hội đến tu viện Phước Đức để mừng lễ Phật Đản. Xin hãy cùng gia đình bé Ú tham gia cái ngày lễ vĩ đại này ra sao nha. Xin mời cả nhà. Traditional dress. Áo dài Việt Nam. Can we just look? Wow. Đẹp chưa? So pretty. Dài bán sao vậy chị? Em quay à, chị mở. Chị đây mở áo dài này, áo dài đi chùa rồi thì áo dài mặc đi lễ. Các chị mua thì về mua cho em. Ngay bên chùa Phước Đức ạ, à, bên cạnh ạ. À, mỗi thứ Chủ nhật. Dạ, em bán vào ngày Chủ nhật. À, lại có số điện thoại, số máy dạ, chị? 7148 2856 8 2856 8 Cảm ơn chị. Bye chị. Bye chị. Dạ bye cô đi. Bye bye. Hôm nay đông, người ta đi xe kẹt quá xá luôn. Hết chỗ đậu xe rồi. A lot of people going today. There's no parking spots left. Buổi lễ lại vào tường Phật sau sân, chúng con xin trân trọng kính thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Nguyên Đạt Trí Sơn Đà Hội Việt Phật. Kính lễ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chân Điện cùng hiện tiền. Người đưa đường chỉ lối, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời, cho con trong cuộc đời lạy xuống một lạy của tình thương, con đường của tình thương và sự hiểu biết, và sự hiểu biết về nương tựa tăng, con về nương tựa tăng đoàn thể của những người tu học, đoàn thể của những người tu học sống tỉnh thức và hòa hợp, sống tỉnh thức và hòa hợp
lễ trang nghiêm. It is amazing to see all these volunteers working so hard to provide free and delicious food for everybody. Thank you so much for your devotion and kindness. Thiệt là tuyệt vời khi thấy những Phật tử này làm công quả, làm những món ăn rất là ngon và miễn phí cho bà con. Cảm ơn rất nhiều vì sự tận tâm và lòng tốt của những Phật tử này. Cả nhà. Sơ thức na ta mau lên.
Here is the place that you can buy food to take home. Đây là chỗ mà mình có thể mua đồ đem về. Goodbye. We had a really good time today and we hope you enjoyed it with us as well. Until next time, bye bye. Cũng đã đến giờ nói lời tạm biệt rồi. Hôm nay là một ngày rất vui với gia đình bé Ú. Hy vọng bạn cũng thích mừng ngày lễ Phật đản với tụi này. Xin hẹn ngày tái ngộ. Bye bye.